Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tương lai vô định của BBC Tiếng Việt sau khi rời London Ngày 27 tháng 9, website của Thời báo d đăng bài bình luận BBC Tiếng Việt sẽ đi về đâu sau khi rời London của nhà báo Nguyễn Hùng Người từng là phát thanh viên, biên tập viên của chương trình BBC Tiếng Việt từ năm 2000 đến năm 2017. Ông cũng từng là phó ban Việt ngữ của BBC. Tác giả nêu vấn đề với mốc thời gian đóng cửa văn phòng ban biên tập BBC Tiếng Việt ở London. Ngày 15 tháng 11 đang tới gần, câu hỏi đặt ra là BBC Tiếng Việt sẽ đi về đâu? Câu trả lời đơn giản là văn phòng ban biên tập chuyển về Bangkok để giảm tới một nửa chi phí hoạt động so với trước đây. Số nhân viên ban biên tập BBC Tiếng Việt phục vụ cho công chúng Việt Nam từ Thái Lan của ban Việt ngữ sẽ vẫn ở mức khoảng 10 người trong thời gian trước mắt hình ảnh bài trên thời báo chấm đen. Nhưng tác giả nhận xét, chuyện tương lai của BBC tiếng Việt trong những năm tới là điều khó đoán định. Có nhiều dấu hiệu cho thấy một tương lai bấp bênh cho thương hiệu 71 năm của BBC. Tác giả phân tích, thứ nhất, BBC đã tìm người đứng đầu văn phòng BBC ở Bangkok cả năm nay mà không tuyển được sớm như dự định. Thứ hai, BBC vẫn ở trong cơn khủng hoảng tài chính với thâm hụt ngân sách là con số hàng trăm triệu bản anh mỗi năm khả năng đóng hẳn bbc tiếng việt trong ngắn hạn là ít phần vì sự kiểm duyệt hà khắc ở việt nam và phần vì ngân sách giờ cũng đã quá ít phần tiết kiệm được nhờ cắt giảm là không đáng kể thứ ba có vẻ là quan trọng nhất bbc tiếng việt đã mất nơi an toàn để hoạt động báo chí dù sao lên đinh cũng nằm xa tầm với của an ninh Việt Nam hơn nhiều so với Bangkok. Ví dụ điển hình là vụ bắt cóc Thái Văn Đường từ Thái Lan về Việt Nam. Điều rắc rối khác theo tác giả chính nước Anh về mặt luật pháp chỉ có thể bảo vệ cho công dân của họ, nhưng khó có thể can thiệp nhiều khi nhân viên của BBC là công dân của một nước khác. Nếu còn văn phòng ở London, các nhân viên của BBC sẽ được nhập quốc tịch Anh sau khi làm việc liên tục trong khoảng 5 năm. Với việc chuyển sang Bangkok, điều này hiển nhiên là không còn nữa hình ảnh nhà báo nguyễn hùng khi còn làm việc cho bbc một trong những điều thông minh mà bbc có thể làm tác giả bình luận là tìm một người giỏi tiếng việt và am hiểu việt nam nhưng không mang quốc tịch việt nam làm trưởng bang ở bangkok trước đây người lãnh đạo văn phòng bbc ở bangkok là chị hà giang người mang quốc tịch hoa kỳ các nhân viên của bbc cần được tuyển một nửa từ trong nước và một nửa còn lại mang quốc tịch của các quốc gia phát triển tác giả nhận định điều đó có thể thấy trước là đa số các nhân viên ở bbc tiếng việt sẽ là người việt nam về mặt luật pháp việt nam có thể làm bất kỳ điều gì với công dân của mình điều này không có nghĩa là các nhân viên của bbc chắc chắn sẽ có sự tự kiểm duyệt nhưng có nhiều thứ khiến cho họ phải suy nghĩ khi làm việc hết mình cho bbc mà bbc có lẽ không hết mình với họ tác giả kể về kinh nghiệm của bản thân khi còn làm việc cho bbc lúc đó tác giả và đồng nghiệp lập ra bàn tròn thứ năm cho bbc tiếng việt an ninh việt nam đã nói thẳng với một lãnh đạo của bbc rằng họ ghét bàn tròn thứ năm nhất lập tức vị lãnh đạo đó đề nghị giảm thời lượng của chương trình và bàn tròn thứ năm tới nay đã không còn một sếp cao nhất của bbc world service sau khi kiểm tra nội dung của bbc tiếng việt thì một trong những kết luận của bà là bbc tiếng việt trốn đằng sau những người cộng tác vì chỉ thấy tên của người cộng tác viết cho bbc mà chẳng thấy tên phóng viên bbc đâu cả tác giả hy vọng bbc tiếng việt ở bangkok sẽ còn phát triển hơn cả khi bbc còn hai văn phòng nhưng tác giả chẳng có cơ sở nào cho hy vọng đó trong hiện tại Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Tương lai vô định của BBC Tiếng Việt sau khi rời London. Trường cao đẳng Lineker hủy bỏ kế hoạch đổi tên Ngày 24 tháng 9, trang báo Chowell của Đại học Oxford Anh cho biết trường Lineker College đã hủy bỏ đề xuất đổi tên. Bài viết được Cù Tuấn biên dịch và đăng trên báo Tiếng Dân. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Đề xuất đổi tên Lineker College thành Thảo College đã bị hủy bỏ sau khi việc quyên góp mang tính thay đổi cho trường không thành hiện thực do những hạn chế ở Việt Nam. Hai năm trước, trường thông báo sẽ nhận được một khoản tài trợ trị giá 155 triệu bản Anh từ tập đoàn Sovico và dự định đổi tên thành Thảo College theo tên của nữ chủ tịch tập đoàn và tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo. Tuy nhiên, theo The Telegraph, các cựu sinh viên được thông báo rằng trường không còn mong đợi nhận được số tiền trên do những hạn chế về tài trợ ra nước ngoài mà chính phủ Việt Nam quy định. Hình ảnh bài góp trên trang Chowell. Khoản quyên góp này trước đó đã bị chỉ trích vì việc chuyển tiền ra khỏi Việt Nam, quốc gia nghèo hơn Vương quốc Anh, cũng như bị chính phủ Anh điều tra vì cáo buộc bà Thảo có liên hệ với chính phủ Việt Nam. Năm 2022, bà Thảo cũng vướng vào vụ kiện tụng lên tòa án cấp cao liên quan đến số tiền tương đương món quà tặng để mua tên. Những lo ngại khác mà các cựu sinh viên nêu ra với Joel bao gồm sự khó chịu về điều mà một số người coi là nỗ lực của một tỷ phú nước ngoài nhằm gắn tên của họ với uy tín của một trường thuộc Đại học Oxford trong khi tên hiện tại của trường bắt nguồn từ Thomas Lineker, một bác sĩ và học giả nhân văn người Anh. Vào thời điểm đó, Maria Carter dowda giảng viên Đại học Oreo, đã viết trong một lá thư gửi đến Daily Mail có rất nhiều điều trong cái tên của trường này. Nó mang một lịch sử sâu sắc và không nên thay đổi chỉ vì một món tiền lớn. Lòng biết ơn đối với số tiền của bà Thảo có thể được thể hiện theo những cách mà không xóa bỏ mục đích hỗ trợ trường của khoản quyên góp. Mặc dù không có gì lạ khi các trường cao đẳng Oxford được đặt tên theo các nhà hảo tâm, như trường hợp của các trường cao đẳng Lincoln, Wadham và Balliol, nhưng người ta vẫn lo ngại về thông điệp mà điều này gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng hoặc trong tương lai. Hình ảnh bài dịch trên báo Tiến Dân. Tương tự, sau khi tin đổi tên được công bố lần đầu, Nhóm khí hậu chiến dịch công lý khí hậu Oxford OUJC đã chỉ trích quyết định chấp nhận khoản tài trợ của trường và tuyên bố rằng Sovico đã làm việc cùng với các công ty nhiên liệu hóa thạch, bao gồm công ty dầu mỏ Chabenev của Nga. Lưu ý họ lo ngại rằng nó có thể mâu thuẫn với các chính sách khác của Oxford về việc hạn chế nhiên liệu hóa thạch. OUJC nói với Chowell, vì không có công ty nào liên quan đến khai thác nhiên liệu hóa thạch hoặc hàng không có thể đáp ứng các tiêu chuẩn này. Chúng tôi thực sự nghi ngờ liệu lời hứa của chính nhóm Sovico có trở thành công ty không phát thải hay không. Lineker là một trong những trường cao đẳng trẻ nhất của Oxford, được thành lập vào năm 1962 với tư cách là một hội sau đại học dành cho cả nam và nữ. Nó trở thành một trường cao đẳng độc lập vào năm 1986 thông qua Royal Charter. Khoản quyên góp này sẽ được sử dụng để tài trợ cho học bổng và xây dựng một trung tâm sau đại học mới. Một phần đáng kể của khoản quyên góp dự định sẽ được chuyển tới quỹ tài trợ chung của trường với tổng trị giá là 17,7 triệu bản Anh vào năm 2018 để hỗ trợ hoạt động hàng ngày của trường. Nguyễn Thị Phương Thảo hiện có tài sản rộng ước tính khoảng 2,1 tỷ USD, giảm so với mức 3,1 tỷ USD vào năm 2022. Ngoài chức vụ chủ tịch tập đoàn Sovico, bà còn đầu tư vào HD Bank và có 3 khu nghỉ dưỡng ven biển. Bà hiện đứng ở vị trí 1368 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Trường cao đẳng Lineker hủy bỏ kế hoạch đổi tên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d